chúng tôi cũng đã được học cách giao tiếp với người nước ngoài, được tiếp thêm tự tin để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. Học ở đây thì em có thể được làm quen với nhiều bạn mới, với lại tham gia được rất là nhiều hoạt động bổ ích. Tụi con cảm thấy khi con học ở đây, môn tiếng Anh của con được nâng lên nhiều tầm và cái accent của con cũng được gọi là thoải mái như những người bản xứ hơn. Con rất vui khi được học ở đây. Con mong năm sau con sẽ quay lại đây và gặp các bạn và các thầy cô ạ.